À, chào các bạn rất là may mắn thì nhà mình đang ở một cái vị trí mà view rất đẹp và hôm nay thì mình sẽ review cơn mưa trên cao trong nội đô của Royal City Royal City thì là một trong những khu đô thị cao cấp nhất Hà Nội với 6 tòa nhà cũng là khu đô thị cao cấp đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sau này thì chúng ta sẽ thấy ông ta xây dựng rất nhiều những khu đô thị như là tham City rồi Green Bay hay là khu đô thị Vin City rất là to ở bên Gia Lâm và hôm nay thì trời Hà Nội mưa rất là to và mình thấy hạt mưa rất nặng hạt các bạn ạ và mình đang quay từ chiếc Galaxy Note 9 một trong những siêu phẩm à, chất lượng quay của Galaxy Note 9 thì thật sự rất là đẹp và hôm nay thì chúng ta sẽ thử xem là mình sẽ có những chiếc điện thoại gì hôm nay à, đầu tiên trên tay mình là chiếc Blackberry 7100 đây là những chiếc điện thoại mà mình à, sưu tầm, chính như vậy mà cũng không để sạc pin. chiếc BlackBerry 7100 này có cái check well huyền thoại của BlackBerry như các bạn thấy này, nó nằm ở bên này. À, BlackBerry đã từng là một cái hãng mà rất nhiều thế hệ doanh nhân hay là sinh viên cực kỳ là say mê, tinh tế cũng nổi lên từ cái trào lưu BlackBerry này. Tiếp theo là mình có một cái sản phẩm à, gọi là một chiếc điện thoại đến từ Sáp nó có cái quả pin sạc pin năng lượng mặt trời trông máy rất là mỏng và đẹp rất là sang trọng chiếc máy này thì được bán với giá hơn triệu các bạn nhìn thấy đằng sau này nó có một cái quả pin năng lượng mặt trời mà khi được ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó sẽ hấp thu năng lượng mặt trời và biến thành năng lượng pin mình đã từng sạc dưới trời nắng rồi như vậy là cái máy này sẽ rất là hợp với những cái bạn nào mà ở những cái vùng mà có nắng có gió Vâng mình còn có cái gì nữa nhỉ mình còn có một chiếc điện thoại hay ra đây là chiếc điện thoại cục xì dầu mà Omelac à, của Gazon Gazon là một trong những hãng mà chuyên sản xuất những điện thoại siêu bền thật sự là cầm chiếc điện thoại này trên tay các bạn có thấy là nó rất ngầu không ạ à, với giá hơn một triệu và tất nhiên nó cũng chỉ là hàng sưu tầm thôi đây là một chiếc điện thoại chống nước chống va đập và có một thiết kế lắp gập trông rất là đẹp có hai màn hình bên trong và bên ngoài đó cầm rất đẹp hệ thống bàn phím rất là dễ bấm mình đã thử dùng chiếc điện thoại này trở thành một chiếc máy nghe gọi thứ hai thật sự rất tuyệt vời nhưng bây giờ thì mình lại đang sử dụng chiếc điện thoại thứ hai là chiếc iPhone xe bởi vì iPhone xe thì bây giờ cái việc mà mình đang dùng điện thoại thông minh mà mình chuyển sang dùng chiếc điện thoại phím bấm này thì mình thấy nó rất bất tiện trong khi chiếc iPhone xe thì nó vẫn rất nhỏ bé mà lại hợp lý thế là mình dùng chiếc iPhone xe à, tiếp theo nữa là mình có một chiếc đồng hồ Apple Watch Series 4 nhưng mình không có thói quen đeo nhiều nên là đôi khi mình hay để hết pin cả tuần liền. Apple Watch thì là một trong những chiếc đồng hồ mình thấy là rất đáng sử dụng. Tính ra thì giá khoảng tầm chục triệu thì nó cũng không là đắt so với những chiếc đồng hồ sang mà tính về tính năng thì rất là tuyệt vời nó sẽ làm cho mình có tinh thần tập thể dục nhiều hơn khi mà nó thường xuyên đo năng lượng cũng như là khi các bạn ngồi lâu trên ghế đấy nó sẽ bảo là ông ơi đứng dậy đi ông ngồi lâu quá rồi nhồi máu cơ tim bây giờ thế là mình lại đứng dậy mình đi loanh quanh mình không bị cái tình trạng là mình hay uh, ngồi uh, quá lâu à mình còn có một cái gì nữa à đây mình có một cái quả pin dự phòng của xiaomi quả pin dự phòng này thì uh, di động mình cũng bán những cái mặt hàng phụ kiện tại di động thông minh thì thường bán giá rất là rẻ bởi vì là bán kèm điện thoại mà bán cho vui nên là các bạn có thể truy cập website để có cái mức giá tốt nhất à, thì pin dự phòng xiaomi cũng là một trong những cái loại pin mà được rất nhiều người dùng thích bởi vì nó là một trong những cái hãng đi đầu với cái thiết kế rất là sang chảnh chất liệu bằng vỏ nhôm công nghệ thì luôn tân tiến lên cái pin rất là mỏng thật sự để dùng của pin xiaomi nó cũng rất là sướng giá hợp lý các hãng khác thì đắt gấp đôi Hết rồi. Mình hết rồi, mình hết đồ để khoe với các bạn rồi. À đây rồi, còn con BlackBerry 8100 BlackBerry Pure đây. Với cái uh, uh, check checkbone huyền thoại đây. Đây là một trong những chiếc BlackBerry mà cực kỳ phổ biến vào những năm 2008 09 gì đấy. Rất nhiều người mua vì nó có giá hợp lý, rất rẻ. Ngày xưa mình mua phải cái sản phẩm này thì lại mua phải đúng một cái gọi là câu dây đục lỗ đúng chỗ này. Sau đó lỗi mang đi bảo hành không được từ đấy mình ấp ủ một cái một một cái cây cú là mình sẽ mở một cái hệ thống bán điện thoại làm sao cho phục vụ cho người dùng có thể tốt nhất tất nhiên là trong quá trình phục vụ thì di động thông minh vẫn có rất nhiều thiếu sót và hy vọng là các bạn khách hàng sẽ thông cảm và di động thông minh sẽ từng bước khắc phục những cái vấn đề thiếu sót này cũng giống như một cái đứa bé nó sẽ trưởng thành từ từ không thể tốt ngay được chiếc BlackBerry rất đẹp đúng không ạ Vâng trời thì vẫn còn mưa rất nặng hạt và chiếc Galaxy Note 9 của mình khi mà quay với khoảng thời gian 5 phút này thì nhiệt độ của máy vẫn rất là mát không bị nóng và mình đặc biệt mình thích nhất ở Note 9 đó là gì? Mình thích nhất ở Note 9 đó là cái thời lượng pin của nó. Bình thường mình dùng máy thì ngày sạc hai lần nhưng mà Note 9 được cái là ngày sạc một lần. Và đặc biệt là đối với cái dòng Samsung Note thì nó có một cái tính năng có thể biến nó thành một cái máy tính được Thế là mình thường mua một cái màn hình to mình để ngoài công ty và mình mang theo cái dock này Mình đến mình cắm vào đây thì nó có mấy cái cổng này Mình sẽ dùng nó như một chiếc máy tính thông thường với những cái tính năng mà à, thường dùng ở trên mạng như là đọc web hay là dùng Google Doc Đó Vâng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình Tự sự ngày mưa Trời mưa, quảng trường của Royal City vẫn rất là đẹp với bốn chú ngựa và những bức tượng đến từ phong cách châu Âu Phong cách của châu Âu Hôm nay trời mưa thì không có ai đi bộ cả Đối diện mình là tòa nhà R3 Và các tòa nhà R1, R2, R4, R5 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này